Hải Đăng xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần lục Square Pro đối cứng BX. Nên hiện tại đang có hai chiều dài. Chiều dài 4m2 và 4m50. Đây 4m50. Super Pro thu gọn 4 đốt. Quen thường các bạn. Super Pro. Đây là 4m2. Đây có hai màu này các bạn. Tem và nhà sản xuất. Tem sản xuất hãng Gamma sản xuất các bạn, Gamma của Malaysia, Malaysia đến Malaysia. À, 98% carbon các bạn nhé. 98% carbon. Rồi quay đây, quay khoe cho các bạn xem. Khoe đốt ngọn này 3 ly các bạn. Quay tổng thể cho các bạn xem. Bát máy này, bát máy thấp rồi các bạn nhé, không phải hạ nữa. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn là cần lục Super Pro độ cứng BXT. Đây, có hai kích thước, chiều dài là 4m2 và 4m5. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.